Honda City nha anh chị. Honda City bên Tâm vừa mới mua được của khách hàng. Đời 2018, số tự động, động cơ là 1.5, máy xăng 5 chỗ ngồi. Form mới rồi anh chị ơi. 2018 form mới rồi ha. Xe này bên Tâm bán là 410 triệu nha anh chị. Và Tâm có thể bớt cho anh chị lọc 2 triệu là 408 triệu ha. Bốn trăm lẻ tám triệu Honda City đời 2018, xe zin không lỗi nha quý cô chú anh chị, máy zin 100%, keo chỉ zin hết, không mắc tí nào, được trang bị đồ chơi rất là nhiều luôn, có màn hình nè, cam hành trình trước sau nè, phim cách nhiệt nè, áo bọc da nè, chìa khóa thông minh còn đủ 2 cái ha, chất xe zin máy cực kỳ êm và ngon nha. Biển số 86 là Bình Thuận nha anh chị. Vỏ lốp còn ngon. Đăng kiểm thì bên Tâm sẽ đăng kiểm mới cho nhà mình 2 năm ha. Mua đăng kiểm mới 2 năm cho nhà mình nha. Hiện giờ là đăng kiểm còn mấy ngày nữa hết rồi. Nước sơn rin xe này còn cũng khá là nhiều và rất là đẹp luôn. Màu sơn là màu đen nha anh chị. Màu đen. Huyền bí luôn. Rất là ngầu ha. Nhìn cái xe chắc chắn cực kỳ luôn, chạy bao im nha, gầm bệ thì im ru. Odo thì mấy chục ngàn, để hồi nãy Tâm coi odo coi. Nước sơn rin xe này còn nhiều và cái điều quan trọng nhất là xe này không lỗi anh chị, keo chỉ gì rin hết. Cái bộ nội thất nữa nó rất là vừa ý nha anh chị nha, nó mới ken à. Trần vẫn là trần nỉ nguyên rin bọc ni lông, thấy cái màn hình này rất là ngon luôn, bự to siêu to, lẫy số thể thao, ga tự động, cruise control. 410 triệu nha anh chị, màu đen 2018. Bây giờ anh chị nghĩ đi, giờ đi mua cái Vios hay cái Accent 2018 cũng đã nhiều tiền rồi, mua cái City đi cực kỳ là phê luôn, đi rất là phê, full option, nó có lẫy số thể thao, nó có cân bằng điện tử, nó có ga tự động, đầy đủ hết các tính năng, và gia chủ đã trang bị thêm một cái màn hình Android nữa thì quá tuyệt vời, ốc tán còn mới tinh nè anh chị ơi. Ghế da rin hết nha anh chị nha, rin hết, không có một tí gì lỗi nhỏ hết, keo chỉ là bao rin, không có dập ron dập keo gì hết nha. Lòng dè bọng dè nè, rin nè, thắng ABS 4 bánh nè, chất xe thì đẹp như ý, có tấm thảm lót này luôn nha, đang giặt giũ, nhung này còn mới nè, keo chỉ rin hết, ốc rồi còn niêm phong hết, chắc xe ưng ý anh chị. Dòng này thì tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn, hỗn hợp là 6 lít mốt và đường trường là 5 lít. Có cửa gió sau luôn. 2018 anh chị, 2018. Động cơ là 1.5 hộp số tự động, một chủ mua mới. Chất xe thì đẹp như ý anh chị. Odo xịn của nó là nhiêu? 68.000. 68.000 cây số là 6 vạn 8 đó anh chị. 410 triệu cho con City đời 2018. Chị thấy Tâm đọc giá là có nghe phù hợp không? Quá phù hợp luôn đúng không? Sản xuất 2018 nha.
2018 form mới. Cái ca lăng mới nè, mâm nhiều cây là form mới, còn mâm 5 cây là form cũ. Nhìn công tắc rồi còn đẹp lắm nè. Chế độ eco nè. Gập gương, chỉnh gương nè. Gập gương auto nè. Anh chị thấy không? Vô lăng nè, vô lăng rất đẹp ha. Lẫy số thể thao nè. Điều chỉnh nè. Ga tự động nè, glue control nè, đang hoạt động tốt. Lẫy số nè. Odo 68.000. Trần vô số mới tinh. Đẹp lắm anh chị. Trần vẫn là trần nỉ nguyên rin, có cam hành trình và màn hình Android bự luôn. Cam rộng nè, 360 luôn ha. Quá đã anh chị ơi. Quá đã, quá tuyệt vời. Khóa startup, đề nổ startup. Khóa rin còn đủ 2 chìa. Không lỗi làm gì hết. Dán phim cách nhiệt hết rồi. Xe này thì giờ về anh chị bảo đảm luôn là không tốn 1.000. Chỉ còn có một cái nữa là chưa đăng kiểm thì bên Tâm sẽ bao đăng kiểm mới cho nhà mình luôn. Đăng kiểm 2 năm nha anh chị. Đăng kiểm mới 2 năm. Gương kiến là rin hết. Thì đâu còn gì để mà phải lo nữa. Một cái em xe quá hoàn hảo rồi. Mà giá thành thì Tâm đưa ra nghe nó phù hợp không? 410 triệu. Số tự động mà. 2018 nữa chứ. Form mới hoàn toàn. Đây anh chị coi nè. Cục ABS nè. Đèn đuốc. Máy móc là rin 100% nha, chứ không phải 99 nha, 100% là máy nguyên rin. Ốc tán nè. Ốc tán là rin hết, chưa bung, chưa gỡ, chưa tháo gì hết nha anh chị nha. Nắp cò nắp gì chưa ra nha anh chị bà con. Nắp cò nắp gì rin hết nha. Cái máy đã lắm, máy ưng ý lắm. Cabo ca gì còn rin hết nè, còn dán tem kiểm định hết, keo chỉ rin. Nói chung là con xe đẹp, rin êm. Hầm máy nè anh chị. Khô ren, vỏ lốp còn ok. Bán cho anh chị em bà con mình con xe này là 410 triệu ha. Đời 2018 nha. Honda City màu đen. Đời 2018, vỏ lốp còn ngon, đăng kiểm thì hết rồi nhưng mà Tâm sẽ đăng kiểm mới rồi mới bàn giao. Còn mình thùng là thẳng băng, keo chỉ là không mắc một tí nào. Rin hết từ A tới Z, máy rin 100%, nội thất thì ghế da mới tinh, ngoại thất thì bóng lưỡng. Được dán phim cách nhiệt rồi, xe này thì giá chốt là 410 nha. Anh chị em có thể bớt là Tâm không bán được ha. Nếu mà có yêu thích sản phẩm này thì alo cho Tâm để đến xem nha. Một con xe ưng ý. Vừa rồi Tâm cũng mới bán một con 2018 màu trắng, bán được 425 triệu. Mà xe đó đợt đó mua cũng xe đẹp, giá nó cũng đúng giá thị trường. Nay Tâm mua được giá tốt nên để giá tốt cho anh chị nha. 410 triệu. Anh chị em thấy vừa ý thì đến xem xe thực tế và chọn em nó nha. Rồi Tâm cũng xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bà con. Và bà con có yêu cầu mua xe cộ đã qua sử dụng, mua bán thì liên hệ bên Tâm để Tâm có điều kiện để đến xem xe và phục vụ quý cô chú anh chị ha. Tâm xin gửi lời chào đến toàn thể bà con, cô bác đã yêu thương, quan tâm, ủng hộ ô tô Di Tâm. Và bà con hãy nhớ bấm nút đăng ký cho Tâm nha. Tâm xin chào bà con, xin hẹn gặp lại ạ.